Tiếp đại sứ Philippines Los Panos Montalegre, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Philippines, đồng thời nhấn mạnh cam kết Việt Nam bảo đảm cung cấp gạo ổn định lâu dài cho Philippines. Thủ tướng cho rằng trong những năm qua, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực hàng hải, và đánh giá cao tuyên bố về Biển Đông của Philippines. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam. Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp. Đại sứ cho rằng quan hệ song phương Việt Nam-Philippines đang phát triển tốt đẹp, trong đó có lĩnh vực an ninh hàng hải, đề nghị hai nước tăng cường phối hợp hơn nữa trong lĩnh vực này. Nhân dịp này, đại sứ bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Việt Nam đã giải cứu thành công ngư dân Philippines và hỗ trợ nhân đạo.